Thầy chào các em học sinh khối 9. Trong khoảng thời gian trước Tết, thầy đã giới thiệu bài Mấy biến thế. Tuy nhiên, một số em của các lớp chưa học bài Mấy biến thế, chưa học bài Truyền tải điện năng đi xa, hoặc có một số em đã học bài 36 Truyền tải điện năng đi xa nhưng có thể quên. Vì thế, tiết học ngày hôm nay thầy giới thiệu lại bài Truyền tải điện năng đi xa. Nội dung của bài học hôm nay, thứ nhất, thầy cần phải nắm được trên đường dây tải điện, khi người ta truyền tải điện năng từ nhà máy đến nơi tiêu thụ bằng các đường dây dẫn thì nguyên nhân gây hao phí điện năng là gì? Từ đó ta sẽ xác định được công thức tính công suất hao phí và cách làm giảm hao phí. Phần thứ nhất là sự hao phí điện năng. Về nguyên nhân gây hao phí điện năng thì các em đã biết dòng điện xoay chiều gây ra các tác dụng nhiệt, tác dụng từ, tác dụng quang. Và khi người ta truyền tải điện năng từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ bằng các đường dây tải điện thì nguyên nhân gây hao phí chính là do tác dụng nhiệt của dòng điện. À, đó chính là cái phần điện năng hao phí. Phần điện năng này người ta không thể nào là mất đi được, mà người ta chỉ có cách làm giảm bớt hao phí điện năng. Và ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem để làm giảm bớt hao phí điện năng thì ta cần có những biện pháp gì. Trước hết, ta phải thiết lập được cái công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. Giả sử nhà máy điện sản xuất ra điện năng với một công suất điện là P, và ta muốn truyền tải điện năng, muốn truyền tải công suất P này đến nơi tiêu thụ, thì trước hết thì các em đã học cái công thức ở lớp ở chương 1, đó là P bằng U nhân Y. Và trên đường dây tải điện do tác dụng nhiệt của dòng điện có một phần nhiệt lượng tỏa ra được tính theo công thức Q bằng Y bình RT, đó là công thức của định luật Suland. Và nếu ta xét trong một đơn vị thời gian thì Q sẽ bằng P. Lúc này ta có công suất do tỏa nhiệt trên đường dây, ta gọi đó là P hao phí bằng Y bình phương R. Thì từ công thức số 1 và công thức số 2, em thay rút cái Y từ công thức số 1, Y bằng P chia U, và em thay vào công thức số 2, ta được P hao phí bằng P bình chia cho U bình và nhân cho R. Đó là công thức tính công suất hao phí do tỏa nhiệt. Thì ở công thức này, với P là công suất của dòng điện, hoặc là cái gọi là cái công suất tải điện, là công suất từ nhà máy phát điện, đơn vị là watt. PHP ta gọi là công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây. R là điện trở của đường dây, đơn vị là ohm, và U là hiệu điện thế ở hai đầu đường dây. Như vậy em thấy từ công thức này thì ta sẽ biết cách để làm giảm bớt hao phí điện năng. Tức là muốn giảm với hao phí thì ta quan sát phía bên phải gồm có ba đại lượng là P, R và U. Trong đó P là công suất tải điện ta không thể thay đổi được. Như vậy để làm giảm P hao phí thì ta có thể giảm điện trở R của đường dây, hoặc ta sẽ tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây. Trong hai cách làm này thì cách làm nào là cách tốt nhất thì ta phân tích. Muốn làm giảm R thì ta đã học ở chương 1, điện trở của dây dẫn R bằng rho L trên S. L thì ta không giảm được, cái chiều dài đường dây thì ta không thể giảm được. Như vậy muốn làm giảm R thì ta sẽ tăng tiết diện S của đường dây lên.
Tuy nhiên, khi tăng tiết diện S của đường dây thì phát sinh là khối lượng dây sẽ tăng lên nhiều. Vì thế sẽ rất tốn kém chi phí cái nguyên vật liệu để làm được những cái đường dây tại điện đó. Cho nên những nhà khoa học người ta đã tính toán và thấy rằng trong hai cách làm này thì cách làm tăng hiệu điện thế ở hai đầu đường dây là cách tốt nhất. Bây giờ sẽ sang một cái phần vận dụng của bài này, đó là câu C4. Cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn, hãy so sánh công suất hao phí khi dùng hiệu điện thế 500.000V với khi dùng hiệu điện thế 100.000V. Thì ở câu này thì các em lưu ý hai cái yếu tố, đó là cùng một công suất điện P được tải đi trên cùng một dây dẫn. Như vậy ở cái câu này thì có hai cái yếu tố người ta giữ nguyên, đó là P và R. Và ta gọi 500.000V là hiệu điện thế ở hai đầu đường dây là U1, còn 100.000V ta gọi là hiệu thế hai đầu đường dây U2. Thì ta sẽ so sánh công suất hao phí khi sử dụng hai hiệu điện thế này. Thầy giới thiệu cho em hai cách để thầy giải câu này. Cách thứ nhất là ta lập luận theo công thức. Như hồi nãy thầy đã nói, P và R không đổi, và ta dựa vào công thức em đã học, P hao phí bằng P bình nhân R chia U bình. Trong đó tử số là P, R không đổi, vì thế P hao phí tỷ lệ nghịch với U bình phương. U trong đó là hai hiệu điện thế ở hai đầu dây dẫn. Như vậy nếu ta so sánh được cái U bình phương ở hai trường hợp trên thì ta sẽ so sánh được P hao phí. Khi nhận xét thấy U1 là 500.000V, U2 là 100.000V, như vậy U1 sẽ gấp 5 lần U2. Từ đó ta suy ra được U1 bình bằng 25 lần U2 bình. Thì khi lập luận theo cái cách này thì các em lưu ý là P hao phí tỷ lệ nghịch với bình phương hiệu điện thế. Rất nhiều em hay nhầm lẫn. Từ đó ta suy ra được P hao phí 1 nhỏ hơn P hao phí 2 25 lần. Nhỏ hơn nghĩa là chia. Như vậy ta kết luận được là khi sử dụng hiệu điện thế 500.000V thì công suất hao phí sẽ giảm được 25 lần so với khi sử dụng hiệu điện thế 100.000V. Đây là cái dạng bài cơ bản, dạng bài so sánh P hao phí. Thì đây là cái cách mà em lập luận giải thích theo công thức. Cách thứ hai, thì em nhận xét từ công thức này, P hao phí bằng P bình nhân R chia U bình. Từ đó ta suy ra được nhân chéo U bình với P hao phí, thì ta được là P bình nhân R bằng P hao phí nhân U bình. Thì trong đó vì P và R không đổi, vì thế ta đưa ra được biểu thức cho hai trường hợp U1 và U2. Được, em rút P hao phí 1 bằng P hao phí 2 nhân cho U2 bình chia cho U1 bình, và em thay số thì kết quả cũng là 1/25 P hao phí 2. Và kết luận cuối cùng cũng giống như cách thứ nhất, là khi dùng hiệu điện thế 500.000V, công suất hao phí giảm được 25 lần. Về phần tính thì thầy chia sẻ với em một cái ví dụ. Ta cần truyền tải đi một công suất điện là P bằng 16W
bằng một đường dây dẫn có điện trở R bằng 15 ohm và đặt vào hai đầu đường dây một hiệu điện thế xoay chiều U bằng 20.000 V. Tính công suất hao phí tọa nhiệt trên đường dây. Tóm tắt: như vậy với cái bài này thì các em chỉ việc viết công thức và các em thay số công suất hao phí do tỏa nhiệt, viết công thức và ta thay số. Ở đây trong công thức này tử số là P bình và mẫu số có U bình, cho nên là thầy đưa vào trong một cái phân số đóng ngoặc mở ngoặc tất cả bình phương, thì khi các em bấm máy tính em sẽ thấy nó đơn giản hơn, tức là em chia trước rồi bình phương sau. Và kết quả là 37.500 W. Thì ta thấy là bài này, cái ví dụ này cũng đơn giản, chỉ có lưu ý về cái việc bấm máy tính và ghi kết quả cho nó đúng. Thì qua cái tiết học này, nội dung em thấy cũng không có gì phức tạp. Nó chỉ có 3 nội dung. Và thì chỉ cần em nắm được, viết được thuộc lòng cái công thức tính công suất hao phí và biết cách áp dụng công thức để tính hoặc là để so sánh về hao phí, thì sau khi em học xong cái bài này và em chuyển sang cái bài máy biến thế, em sẽ hiểu được. À, trong cái bài máy biến thế thì em lưu ý ở cái bài này là cái cách tốt nhất để làm giảm hao phí đó là tăng điện thế ở hai đầu đường dây, thì cái bài máy biến thế sẽ giải quyết được cái việc làm tăng điện thế ở hai đầu đường dây bằng cách nào. Kính học kiến thức về chào các em.